Xin chào cả nhà, chào mừng các em quay trở lại Phúc Việt ô tô cũ nha. Trong vòng buổi chiều hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho anh em những mẫu xe i10 mới về. Trong sau Tết này thì có rất nhiều anh em hỏi em là dòng xe i10 tiết kiệm nhiên liệu để trả dịch vụ. Thì hôm nay em mới về hai chiếc nha. Thì đầu năm mới em cũng chúc cho anh em có nhiều sức khỏe và kiếm thật nhiều tiền nha. Và khi xem video nhớ ủng hộ cho em Việt một nút like và đăng ký nha. Đây anh em xem cho. Hiện tại cửa hàng bên em còn rất là nhiều mẫu xe khác nhau cho anh em lựa chọn này. Từ những cái dòng xe mà hơn 100 thì bên em về khá nhiều. Đây, hơn 100 về khá nhiều. Và video này thì em dành riêng cho để giới thiệu cho anh chị các bạn hai mẫu i10 mới về tại cửa hàng bên em nha. Hai mẫu i10 mới về tại cửa hàng bên em. Đây. Đều màu bạc hết em nha. Hai chiếc này là một chiếc 2017 và một chiếc 2018. Và giá thì bằng giá nhau luôn, cho anh em tha hồ lựa chọn, có hai mẫu, anh em thích mẫu nào thì lựa chọn mẫu đấy nha. Chiếc đầu tiên xin giới thiệu cho anh em là một mẫu i10 2017 đăng ký 2018 mang biển Đồng Nai. Với mẫu này thì hiện tại em bán luân quân hơn 200 triệu, rất là phù hợp cho anh em mua về mình chạy cục Grab, đăng ký Grab được luôn anh em nhé. Đời này thì mình đăng ký Grab thoải mái luôn. Và một nữa là mình có thể là mình chạy dịch vụ rất là nhanh, lấy được vốn và không có tốn nhiều chi phí về xăng cổ này, cũng như sửa chữa. Tại vì dòng i10 nó cực kỳ tiết kiệm, nó chỉ có rơi tầm khoảng 5-6 lít trên 100 km thôi em nhé. Thì em sẽ đi giới thiệu tổng quan về mẫu i10 2017 trước, đăng ký 2018 trước. Với mẫu xe này thì cũng mới về tầm khoảng 4 ngày và em cũng cho có vệ sinh đánh bóng bên ngoài. Xe thì cam kết zin nguyên bản cho anh em nha, máy móc zin, keo chỉ zin. Bên ngoài thì cũng có được nẹp ốp những cái viền này, chân kính này, nẹp chân kính rất là đẹp, đấy, bóng loáng nha. Đấy, sau thì cũng đèn được ốp nhìn rất là cứng cáp. Đây ốp rất là cứng cáp này. Màu này là màu bạc anh em nhé, màu bạc nhé. Biển Đồng Nai. Biển Đồng Nai. Với hiện tại trước mức giá em công khai cho anh em luôn là 268 triệu đồng, 268 triệu đồng cho hai em i10 này. Đời này là phải nói là đời 2017 đăng ký 18 thì đời giá cao rồi. Và đặc biệt là chất xe của nó là zin nguyên bản. Xe này keo chỉ còn nguyên bản nha. Đây những cái phần túp ly của xe rất là đẹp. Túp ly này không bị chảy xước, riêng chiếc này thì còn rất là đẹp luôn. Về nội thất bên trong thì bọc lại một bộ ghế màu da bò rồi, trần mọc chống nóng, có lốt sàn luôn. Ghế bên trong còn rất là mới luôn, xe ghế này thì mới bọc nha, chủ trước thì cũng mới bọc luôn anh em nhé, trước mới bọc. Đây anh em xem con ốc này chưa dấu hiệu bản tháo gì luôn, chất xe còn rất là cứng. Xe này thì không có đổi màu, cũng không có khoan đục. Đấy, những cái túp ly này, đấy túp ly nó còn rất là đẹp. Đấy, nó không có bị chảy xước gì nhiều. Vô lăng này anh em nhá. Đây, phụ số này. Máy con này em có chạy rồi. Có chạy qua để đi chụp hình cho anh chị bạn, nó có quay video rồi. Chiếc này chạy máy móc cực kỳ êm, côn số nhẹ nhàng, rất đầm luôn. Đấy, i10 thì một cái dòng xe phải nói là tiết kiệm và chi phí sửa chữa nó không quá nhiều. Đấy. Ở Việt Nam mình sử dụng cái dòng i10 này rất là nhiều anh em nhé. Anh em nào mà đã và có ý định mua trả dịch vụ thì i10 là một sự lựa chọn hàng đầu. Đấy, rất là nhanh lấy lại vốn. Với tầm tài chính 268 triệu đồng thôi anh em nhé. Với giá này thì bên em bao rút hồ sơ cho anh em luôn. Đấy, bao rút hồ sơ cũng như có hỗ trợ giao xe gần. Rồi em sẽ đi cái phần máy cho anh em cùng ngắm những chi tiết máy móc của chiếc i10 này nha. Về nội thất bên trong thì nút bấm này. Đúng là xe thì về máy móc keo chỉ thì còn nguyên bản nha anh em nhé. Đây anh em xem những con ốc này chưa dấu hiệu bản tháo gì, nắp cỏ còn chưa có bật luôn này. Đấy, khoang máy sạch đẹp, sạch sẽ nha. Keo chỉ của nắp capo này anh em xem, nắp capo vẫn chưa tháo luôn, sơn này là sơn
có giảm sút bên ngoài, còn bên trong là màu bạc và sơn zin màu bạc nha anh em nhé. 268 triệu đồng, quá đẹp. Đây là một mẫu 2017 anh em nhé. Và dưới này thì cũng một chiếc 2018. Đó, hai chiếc bằng giá nhau, bằng giá nhau cho anh em lựa chọn nha. Đây, bằng giá nhau cho anh em lựa chọn nha. Chiếc này là cũng màu bạc luôn và nó cao hơn một đôi, thì bán được bán đồng giá nhau và cũng tùy theo chất xe thôi anh em nhé. Anh em thích chiếc nào thì mình lấy chiếc đấy. Một xe này thì mang biển Bình Dương, mang biển Bình Dương. Là nội thất bên trong thì còn thiếu cái bộ ghế nỉ anh em này. Đó, ghế nỉ này, trần bọc 3D. Trần 3D. Này. Keo chỉ cũng vẫn đang còn. Chiếc này thì được lên màn hình và lên cái vô lăng rồi anh em. Này, màn hình vô lăng lên đầy đủ hết rồi. Và chất xe thì anh em có lót sàn đầy đủ này. Những phim bấm này cũng 268 triệu đồng luôn. Đấy, 268 triệu đồng thì có ngày một em i10 2018 màu bạc. Đấy, cũng form mới luôn em nhá. Đấy, đây hiện tại em có hai chiếc 17 18 và một chiếc xe mà 19 nữa, cũng 295 triệu đồng. Đó, với hai chiếc này thì anh em thích chiếc nào thì mình chọn chiếc đấy nhá. Đó, máy móc rồi côn số cực kỳ nhẹ nhàng êm ái đối với dòng này, và linh kiện thay thế cũng rất là dễ dàng, rất là rẻ. Đó thì cũng cảm ơn anh em rất nhiều đã ủng hộ cho bên Phúc Việt Auto nha. Anh em nào quan tâm những mẫu xe nào thì có thể tới tận nơi trực tiếp cửa hàng bên em Việt để xem xe, test xe thoải mái luôn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.